chào anh em ấy. Nhà cũng nghe khui thùng cây đàn LX600. Đây là sản phẩm mới của Yamaha, phân khúc dành cho cao cấp, dành cho người tập luyện hoặc chơi sao chúng ta vẫn có thể chơi được. Cây đàn này có 100 mesam nhé. Ở bộ sam thì của dòng này thì nó rất là mượt. Đây này, cây LX600. Hình thù thì nó là lá cây S670 trước kia, chứ cây con này nó thừa hưởng công nghệ của dòng SX900 và Gelot. Nên là cái giao diện của màn hình thì là cái màu nó cũng tương tự như con SX900 này, nhưng nó nhỏ hơn một xíu. Và bộ nhớ Samler của cây đàn SX600 này là 100M nhé. Chúng ta cài được 100M Samler. Và tiếng sam của cây này thì nó rất là mượt, chứ nó không sạn như cây 670. 670 thì thú này, nhưng nó màu ghi. Cây này nó là màu đen nhé. Khởi động cây đàn. Bảo hành chính hãng của Yamaha, thiếu bảo hành điện tử luôn. Giao diện màn hình rất là đẹp. SX600 giá chưa đến 20 triệu, nhưng cũng hề phòng, ship toàn quốc, mua bán trao đổi nhập cụ organ guitar. Và bây giờ tôi sẽ đi cài sam cho cây đàn này. Và khi quý khách mua hàng tại nhà cũng nơi thì sẽ được set up equipment và chúng ta được cung cấp đầy đủ dữ liệu để chúng ta học tập và đi show. Cũng nên chuyên cung cấp sản phẩm của Yamaha nhé, và setup EQI đàn Yamaha cho các dòng đàn. Nhưng cũng nên 52 Nguyễn Văn Chuối, thị trấn Đà Não, Hải Phòng, gần quốc lộ 10, ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhé.